đó hả? Tiểu thư chảnh chè, nhìn không mua nổi. Mấy bạn đang nói mình đó hả? Ừ, đang nói bà đó. Rồi sao? Ô anh, em biết tin gì chưa? Hôm nay trên trường đang lập hội anti em đấy. Giờ em có luôn nguyên hội anti luôn rồi hả? Qua sự việc này, chúng ta thấy tập thể lớp không có đồng lòng. Và thầy thấy một số người ao vua theo làm bé mặt quàng quanh, trong khi cô ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn. Tôi nói rồi, đừng có làm chuyện đó. Giờ mà thầy với mọi người mà biết á, tôi với bà mặt mũi rồi nữa mà nhìn mọi người. Năm nay lớp chúng ta sẽ tham gia hội thảo. Thầy đề nghị quàng quanh làm đội trưởng đội cổ vũ. Các bạn có đồng ý không? Thầy, nếu em làm đội trưởng thì thầy phải làm đội phó. Như vậy thì em mới làm. Thầy, thầy để em làm đội phó cùng anh cho. Con em xinh quá à. Em, trời ơi, tôi đâu có biết gì đâu. Không biết gì đâu hả? Không biết nè. Một tuần lễ. Dạ ba. Không được. Nhưng mà con qua nhà bạn gái ở mà. Tóm lại là không được. Không được con cũng đi. Ừ. Quách. Tôi nói là bỏ tay ra. Ông chủ kìa. Anh làm gì? Xả nó, xả nó đi. Con có một cái kế hoạch nào khác để thay thế không? Ba cho bạn con lại nhà con chơi đi. Bạn con tới đây hả? Dạ. Ủa, hôm nay ba nói ba có việc đi mà ba không đi hả? Chưa có chồng mà đã hắt hủi ba anh chị rồi đó. Bạn con tới chơi mà ba cứ đi lượn qua lượn lại gì, sao tụi con cho được? Thôi được rồi, để tôi đi. Ở nhà. Dạ. Coi chừng nó giở trò quậy phá. Dạ. Nhiệm vụ của cậu là canh chừng cô chủ cho thật cẩn mật. Dạ. Nếu xảy ra sơ suất. Dạ. Thì đừng có trách. Dạ, chú cứ yên tâm, cả thế giới để con lo. Tôi dọn hai bà rồi đó nha. Qua nhà tôi thôi mà. Có gì đâu mà phải make up kỹ với vợ. Kệ người ta. Có ai nhìn đâu. Ê, trời ơi, làm gì vậy trời? Anh ơi, trời ơi, má em dặn á là không có được để cho đàn ông sờ vô người đâu nha. Ai làm gì em đâu. Cô chủ. Ừ? Bạn cô chủ. Ừ. Vậy thì chưa? Vậy thì rồi. Vậy thì hơn mong đợi luôn, không thấy hả? Ồ, hèn chi cái mặt học sinh mà cái tướng gì phụ huynh vậy? Ôi trời ơi, này nha, anh này kỳ nha. Em mới kỳ á. Này người ta gọi là cái gì? Xúc phạm phụ nữ mới lớn đó. Nhìn nó sai sai, kỳ kỳ sao? Anh, cái gì đang nói chuyện? Anh. Còn em thì sao? Anh. Ừ. Ngoài này gió nó hơi lạnh á, ớn ớn sao á. Đi vô đây mấy đứa, trúng gió bây giờ đó. Nhanh, đi, vô. Đi, đi vô. Trúng gió đó. Mẹ cưng nha. Chịu nặng á, chắc phải bỏ ra xíu đi rồi lát bỏ phô. Đúng rồi đấy, vương víu khó chịu quá à. Mà công nhận làm con gái khổ thật đấy, phải mang bao nhiêu thứ trên người này. Để em đó, em nói là hai anh không có được gỡ gì trên người ra biết chưa. Em báo cho hai anh biết nha, vệ sĩ nhà em hả, được ba em huấn luyện rất là đặc biệt luôn đó. Bước qua cái cổng nhà em, nhưng mà cũng chưa chắc là đã an toàn đâu. Biết hai anh là con trai hả? Bầm mình là nhẹ đó. Ghê vậy? Sao em không nói trước? Để anh khỏi qua đây.
anh chơi kiểu gì mà lạnh hết cả người. Thì đó, bởi vậy nên là em mới kêu là gán nhịn một chút xíu thôi. Ủa? Mà bà Hồng với bà Nhung sao lâu tới quá vậy? Biết. Hai cái bà này thiệt tình. Thôi, hay là mình cứ dọn đồ ăn ra mình ăn trước thôi. Ừ. Anh đi lên dọn đồ ăn đi. Ừ. Bác thì leo lên, lẹ lên. Thôi, hay là anh đi vô trong trước đi, để em đứng đây em đợi bạn em. Ok, thôi vậy cũng được. Vậy em vô trước nha. Dạ. Trời ơi, hết rồi. Trời ơi, em lo lắm luôn á. Em sợ là hai anh bị bầm á. Bầm sao được mà bầm? Không lo. Có cái ghét. Ủa, rồi bà Hồng với bà Nhung đâu? 30 phút nữa sẽ đến. À, thôi vậy thôi, mình đi vô trước đi. Em ơi,
cho không một ai biết được tình yêu thế nào, yeah. Cho không một ai biết được tình đến ra sao. Dạ, khách đằng kia muốn mời mọi người một ly à? Ta chỉ còn mong đến từng phút bên nhau, yeah. Cho không một ai không muốn tình yêu riêng em, yeah. Cho không một ai không biết tình là những yêu. Nãy giờ nhắn với chị là gặp lại rồi, my girl. Ok anh nhắn lại tôi cảm ơn ảnh nhiều nha. Dạ. Có chuyện là vì khi yêu lòng không nghĩ suy. Thôi chị mình cứ vô đi. Rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, ngày mai chẳng rời xa, dù là ngàn bao tô phong ba. Cause baby you are my.